6 trường hợp nhà giáo được hưởng lương và phụ cấp cao hơn theo đề xuất mới. Theo đề xuất mới, nhà giáo được ưu tiên trong chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn trong 6 trường hợp đặc biệt. Theo nội dung tại tờ trình 656, chính sách tiền lương của nhà giáo được bố trí ưu tiên, trong đó lương cơ bản theo bảng lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Bên cạnh đó, nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, các phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc, theo vùng, theo quy định của pháp luật. Tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương theo nghị quyết 27. Đáng chú ý, đề xuất 6 trường hợp nhà giáo được ưu tiên trong chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với các nhà giáo khác gồm nhà giáo cấp học mầm non, nhà giáo công tác ở nơi đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, nhà giáo trường chuyên biệt khác, nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập, nhà giáo là người dân tộc thiểu số, nhà giáo ở một số ngành nghề đặc thù. Ngoài ra, nhà giáo tuyển dụng xếp lương lần đầu được xếp tăng một bậc lương trong hệ thống thăng bậc lương hành chính sự nghiệp. Các trường hợp nhà giáo được hưởng một số chính sách hỗ trợ khác về chỗ ở tập thể hoặc thuê nhà công vụ được thanh toán tiền tàu xe trong thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn khi nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ Tết, nghỉ việc riêng, về thăm gia đình theo quy định, gồm nhà giáo công tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nhà giáo dạy trường chuyên biệt, nhà giáo dạy giáo dục hòa nhập, nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số, nhà giáo dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số, nhà giáo dạy các môn năng khiếu nghệ thuật. Cũng theo tờ trình, tuổi nghỉ hưu của nhà giáo có quy định riêng phù hợp với đặc điểm hoạt động nghề nghiệp. Trong đó, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và nhà giáo làm việc trong các ngành lĩnh vực chuyên sâu đặc thù được hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. Ngoài ra, quy định việc tuyển dụng nhà giáo đảm bảo phải có thực hành sư phạm nhằm lựa chọn người có đủ năng lực gắn với chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, đáp ứng hoạt động nghề nghiệp nhà giáo theo từng cấp học trình độ đào tạo. Các chính sách điều động biệt phái, thuyên chuyển, dạy liên trường liên cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được quy định đầy đủ, làm căn cứ để bố trí phân công nhà giáo phù hợp với đặc điểm hoạt động nghề nghiệp và các yêu cầu của ngành giáo dục. Nhà nước có chính sách thu hút người có trình độ cao, người có tài năng, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, người có khả năng, năng khiếu đặc biệt tham gia tuyển dụng làm nhà giáo đến công tác ở nơi đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Đề xuất quy định mới về lương phụ cấp thâm niên giáo viên. Theo dự thảo lần thứ 5 luật nhà giáo, giáo viên tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới. Dự thảo lần 5 luật nhà giáo gồm 9 chương 45 điều, giảm 26 điều so với dự thảo 5 bản trình Quốc hội ngày 6 tháng 9 năm 2024. Dự thảo bám sát tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là luật ngắn gọn, chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội. So với các bản dự thảo đã công bố trước đó, dự thảo lần 5 luật nhà giáo có nhiều điểm mới liên quan đến tiền lương, chính sách phụ cấp cho giáo viên, trong đó về chính sách tiền lương phụ cấp, Điều 25 dự thảo luật nhà giáo lần 5 quy định như sau. Nhà giáo ở cơ sở giáo dục công lập hưởng lương cơ bản theo bảng lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, đồng thời hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và các phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc theo vùng. Nhà giáo cấp học mầm non, nhà giáo trẻ, nhà giáo công tác ở nơi đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, nhà giáo trường chuyên biệt khác, nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập, nhà giáo là người dân tộc thiểu số và nhà giáo ở một số ngành nghề đặc thù được ưu tiên trong chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo khác. Tiền lương và các chính sách theo lương của nhà giáo ở cơ sở giáo dục ngoài công lập và cơ sở giáo dục công lập tự chủ, chi thường xuyên, cơ sở giáo dục công lập tự chủ, chi thường xuyên và chi đầu tư do cơ sở giáo dục quyết định đảm bảo không ít tiền lương và các chính sách theo lương của nhà giáo có cùng trình độ đào tạo, cùng thâm niên, cùng chức danh quy định tại khoản 1 điều này. Nhà giáo công tác ở các ngành lĩnh vực có chế độ đặc thù thì được hưởng chế độ đặc thù theo quy định và chỉ được hưởng ở một mức cao nhất nếu chính sách đó trùng với chính sách dành cho nhà giáo. Chính phủ quy định thang, bảng lương và các nội dung liên quan đến tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo. Như vậy, so với các dự thảo đã công bố trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung thêm quy định nhà giáo tuyển dụng xếp lương lần đầu được xếp tăng một bậc lương trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Điều này nhằm khuyến khích động viên các nhà giáo trẻ. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chi phí phát sinh tăng thêm để chi trả tiền lương cho nhà giáo sẽ vào khoảng 1.068 tỷ đồng trên tháng, tức hàng năm ngân sách phải bổ sung gần 13.000 tỷ đồng. Trường hợp quy định nhà giáo tuyển dụng xếp lương lần đầu được xếp tăng một bậc lương trong hệ thống thăng bậc lương hành chính sự nghiệp, chi phí phát sinh tăng thêm để chi trả tiền lương khoảng 22 tỷ đồng trên tháng, đồng nghĩa với việc hàng năm ngân sách phải bổ sung 264 tỷ đồng. Ngoài ra, theo dự thảo luật nhà giáo lần 5, nhà giáo tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới. Trước đó, tại dự thảo luật nhà giáo lần 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất riêng một quy định về việc giữ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo. Tuy nhiên, theo dự thảo lần 5, phụ cấp thâm niên của nhà giáo sẽ được thực hiện cho đến khi chính sách tiền lương mới được thực hiện chính thức. Trường hợp được điều động nhà giáo từ cơ sở giáo dục công lập sang cơ quan quản lý giáo dục thì được bảo lưu chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trong thời hạn tối đa 36 tháng. Sau thời gian bảo lưu thì được thực hiện theo các chế độ chính sách của vị trí công việc mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều điểm mới về thi vào lớp 10. Môn thứ 3 kỳ thi vào lớp 10 dự kiến sẽ không cố định mà thay đổi hàng năm và được công bố trước ngày 31 tháng 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo thông tư ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Dự thảo thông tư có nhiều quy định mới về tuyển sinh đầu cấp. Với tuyển sinh vào lớp 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất 3 phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức nào thuộc thẩm quyền của địa phương. Riêng với thi tuyển, để có sự thống nhất trong toàn quốc và hướng tới kỳ thi nhẹ nhàng không gây tốn kém, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến quy định thi 3 môn gồm toán ngữ văn và một môn thi thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp. Môn thứ 3 sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo, trường đại học có cấp trung học phổ thông lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số gồm ngoại ngữ 1, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, công nghệ tin học. Môn thứ 3 sẽ không cố định mà thay đổi hàng năm được công bố trước ngày 31 tháng 3 nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tránh học tủ, học lệch. Nếu địa phương tổ chức bài thi tổ hợp thì các môn học trong bài thi sẽ được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. Thời gian làm bài thi, ngữ văn là 120 phút, toán là 90 phút hoặc 120 phút, môn thứ 3 là 60 phút hoặc 90 phút, bài thi tổ hợp là 90 phút hoặc 120 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, chủ yếu là chương trình lớp 9. So với nội dung lấy ý kiến các Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường, hồi tháng 9 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ việc bốc thăm ngẫu nhiên môn thứ 3 mà các địa phương sẽ chủ động lựa chọn môn thi thứ 3. Dự kiến thông tư quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông sẽ được hoàn thiện và ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.